chương trình học ôn tập cho học sinh tại nhà trong mùa dịch, trường trung học cơ sở Văn Hình. Giáo viên Hoàng Minh Hồng Đức. Chương trình ôn tập bộ môn âm nhạc lớp 6. Hôm nay thầy giới thiệu với các bạn hai phần. Thứ nhất là cách nhận biết tên nốt nhạc trên khuôn nhạc. Đây là phần mà ở học kỳ 1 các em đã học. Và phần này đôi khi sợ các em quên nên thầy phải ôn lại để các em nhận biết tên nốt nhạc trên khuôn thật là kỹ lưỡng và thành thạo. Nó giống như là một kỹ năng. Phần thứ hai là phần tập đọc nhạc. Sau khi các em ôn tập đọc tên nốt trên khuôn thì chúng ta sẽ qua phần tập đọc nhạc. Phần 1, cách nhận biết tên nốt nhạc trên khuôn. Phần thầy ôn lại phần lý thuyết cho các em. Các em thấy khuôn nhạc gồm 5 dòng kẽ song song và cách đều nhau. 5 dòng kẽ này tạo nên 4 khe và các dòng khe được tính theo thứ tự từ dưới lên trên. Ở đây thầy ghi là từ dưới lên trên, này ghi bằng màu đỏ và có gạch dưới chân để nhấn mạnh rằng là từ dưới lên trên. Ngoài những dòng và khe chính, ta còn có dòng và khe phụ ở dưới. Đây là dòng và khe phụ ở dưới và ở trên, dòng và khe phụ ở phía trên để lên những nốt cao hơn hoặc những nốt thấp hơn. Các em nhìn kỹ ở cái sơ đồ này ha. Ta có những nốt thấp hơn trong năm khuôn nhạc và những nốt cao hơn trong năm khuôn nhạc. Khóa. Để vào nhà thì chúng ta cần có một chìa khóa. Để đọc được tên nốt nhạc trên khuôn nhạc thì chúng ta cũng phải có một cái chìa khóa. Chúng ta có nhiều loại khóa lắm. Nhưng ở đây thầy giới thiệu với các bạn có chúng ta có 3 loại khóa thường thấy là khóa son, khóa fa và khóa đô. Trong đó thông dụng nhất là khóa son. Khóa son được bắt đầu từ dòng kẽ số 2. Đây. Và dòng kẽ số 2 chính là vị trí của nốt son. Từ cái nốt son này chúng ta có thể tìm được vị trí của các nốt khác theo thứ tự liền bậc ở khe hoặc dòng đi lên hoặc đi xuống. Hay hay dòng kẽ số 2 chúng ta có nốt son. Rồi, từ đó chúng ta có thể đi lên. Son la si do. Hoặc chúng ta có thể đi xuống. Son fa mi re do. Chúng ta ôn lại phần khuôn nhạc với khóa son. Để các em nhận biết dễ dàng thì thầy có một cái mẹo nhỏ thôi. Em nhớ ngay dòng kẽ số 1 luôn luôn là nốt mi. Dòng kẽ số 1 luôn luôn là nốt mi. Dòng kẽ số 2 luôn luôn là nốt son bởi vì chúng ta đang xác định tên nốt ở khóa son. Dòng kẽ số 3 là nốt si. Dòng kẽ số 4 là nốt rế. Dòng kẽ số 5 là nốt phá. Rồi chúng ta có 4 khe. Khe số 1 là nốt fa. Khe số 2 là nốt la. Khe số 3 là nốt đố. Khe số 4 là nốt mí. Ngay dòng kẽ số 2, ta xác định nó là nốt son. Son la si do re mi. Rồi, từ nốt son ta sẽ hạ tính xuống. Son fa mi re do.
sau khi ôn luyện cho các bạn về các em về nốt nhạc, cách nhìn và nhận nhận biết tên nốt nhạc trên khuôn với khóa son, thì bây giờ chúng ta có một cái bài tập đọc nhạc tại nhà. Các em về nhà mở bài tập đọc nhạc này ra, các em chịu khó lúc đầu chúng ta cố gắng lấy viết gì tập điền tên nốt ở giữa cái khoảng trống dưới đây, em tập điền tên nốt như thầy đã dạy ha. Tập điền, sau khi chúng ta điền chúng ta nhớ rồi, chúng ta lấy ta về bằng viết gì nha em. Sau khi điền xong em lấy gôm em gom đi, em tập đọc tập đọc tập đọc. Rồi tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài tập đọc nhạc này. Giờ này thầy đàn cho em nghe thử cái giai điệu của bài tập đọc nhạc tại nhà này. Em đọc tìm tên nốt nha. Đây là bài tập hợp nhạc được viết ở giọng đô trưởng. Bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Chúc các em nhớ giữ gìn vệ sinh là thật tốt. Chúc các em có nhiều sức khỏe cũng như là học tập là thật tốt tại nhà của mình để phòng chống dịch bệnh nhé. Thực hiện là thầy Hoàng Minh Hồng Đức. Xin chào và tạm biệt các em.